Xin chào tất cả các bạn, mình là Thành. Hiện tại thì bây giờ mình đang là nhân viên kinh doanh ở khu vực Hà Nội của hệ thống nhà thuốc Big Family. Ngày hôm nay thì hệ thống nhà thuốc Big Family có tổ chức chương trình khai trương cho nhà thuốc Dược Sĩ Huyền tại khu vực Cầu Biêu, Hà Nội. Và ngay sau đây, xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của chị và cảm nhận của chị về chương trình khai trương của hệ thống nhà thuốc Big Family tổ chức. Dạ, em chào chị. Và ngày hôm nay thì bên hệ thống cũng có đến và muốn lắng nghe những cái chia sẻ của chị trong cái chương trình khai trương ngày hôm nay. Dạ, em mời chị có thể chia sẻ một vài thông tin ạ. Chào em, lời đầu tiên xin gửi lời chào tới tất cả mọi người, xin gửi lời chào tới ban lãnh đạo công ty Big Family. Mình là Dược Sĩ Huyền, hôm nay có khai trương ở tại nhà thuốc 16 Cầu Biêu. Rất cảm ơn Big Family đã hỗ trợ cho mình rất nhiều khâu, từ khâu chuẩn bị bảng biển, cơ chế, pháp chế. Tiếp tới là hôm nay buổi khai trương đã có các bác sĩ tới thăm khám trực tiếp, các bộ phận setup rất là chu đáo. Mình rất vui vì đã lựa chọn Big Family là đối tác và rất hy vọng là trong thời gian tới nhiều nhà thuốc sẽ quan tâm hơn tới Big Family và nên lựa chọn Big Family để xây dựng thương hiệu và cùng phát triển. Xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn công ty, cảm ơn em. Dạ vâng, cảm ơn chị. Và thời gian tới đây thì hệ thống nhà thuốc Big Family cũng xin được chúc chị cũng như nhà thuốc của mình sẽ kinh doanh ngày một phát đạt. Dạ, em xin cảm ơn.